Chào các bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ làm một clip là những lưu ý cần thiết khi lấy linh kiện từ nhiễm mạch điện tử cũ. Thì sự thực là các bạn có thể học được những cái thứ điện tử ở trên mạng, người ta dạy các bạn xem, các bạn làm theo và các bạn đi mua linh kiện mới ấy, mình đang nói linh kiện mới ấy, mà bạn thay và chưa chắc nó đã chạy. Có rất nhiều trường hợp mua IC mới tinh về thay chưa chắc đã chạy. Hơn nữa rất nhiều các bạn có thói quen ra đồng nát ấy, mua linh kiện ở những cái mạch cũ ấy. Và về các bạn tận dụng thì nhiều khi lắp vào nó không chạy cơ. Thế tại sao lại vậy? Thì mình nói với các bạn là học ở trên mạng nó cũng có một cái nhược điểm, đó là này, có những cái vấn đề không thể trình bày được hết, có những cái vấn đề bắt buộc là mình phải học, mình phải tập trung, mình nghiên cứu, mình suy luận thì mình mới biết được. Và trên mạng có rất nhiều người xem, không phải ai cũng có những trình độ như nhau. Có những người trình độ học ở đại học, hoặc là có những người mà họ ấy học mày mò đi xem người nọ người kia, thì cái khó ở vấn đề đó. Không phải là một số người thì họ giấu nghề các bạn, nhưng không phải là mình giấu nghề các bạn, mà các bạn phải có kinh nghiệm nhất định, mà cái kinh nghiệm đó ấy, là nó phải qua thực tế làm việc. Đấy. Và trên mạng nói thẳng với các bạn là những cái kinh nghiệm chả ai chia sẻ với các bạn đâu, đặc biệt là làm về cái ngành điện tử sửa chữa kiếm tiền này. Hôm nay mình sẽ ví dụ cho các bạn xem này. Đây, đây là một ví dụ rất nhỏ thôi. Đây mình sẽ lấy vài trang sheet to đây xem nhá. Đây mình sẽ có ví dụ thực tế cho các bạn luôn này. Đây. Đây, chờ một chút nhé, mình tìm cái linh kiện lỗi đây. Đấy. Đây, trên tay mình là một con S8050. Lấy từ bếp từ ra đây. Không phải lấy từ bếp từ mà lấy từ mạch nguồn máy tính. Bây giờ giả sử các bạn có một cái con S8050 điều khiển quạt ở bếp từ chẳng hạn. Thế bạn lấy ở trong cục nguồn máy tính thì các bạn thay sang, chắc chắn là nó sẽ không chạy. Vì tôi nói với các bạn đây, các bạn nhìn này, vì sao nó không chạy đây, các bạn nhìn đấy, các bạn thấy không? Đây, cái con này là bên chân phải của nó lại là cực B này. À, bên chân phải của nó là cực B, giữa là cực C, bên trái là cực E. Có nghĩa là nó làm theo cái chuẩn transistor kiểu chân của Nhật, là bên phải là B, giữa là C, trái là E, giống như những cái transistor C828 ấy. Trong khi những cái transistor của Trung Quốc ấy, cái này là transistor Trung Quốc, nó lại làm là B ở giữa. Thế các bạn thấy một cái B ở bên tay phải, một cái B ở giữa lắp vào đương nhiên không chạy. Thì rõ ràng là những cái người nào mà không có kiến thức về điện tử thì nhìn thấy con S8050 ở đây gắp sang cho cái con 8050 ở bếp từ một B ở giữa, đương nhiên nó không chạy rồi. Đấy. Hiện tại sao là ta phải đi học điện tử bài bản? Là để chúng ta biết được là đâu nhìn vào trên một cái mạch, chúng ta biết được đâu là chân B, đâu là chân C, chân E, và chúng ta hoán đổi thay thế cho nhau. Đấy. Thế ngay cả các bạn đấy, các bạn lấy từ đồ cũ sang. Ở đây tôi lại cho các bạn thấy đây, các bạn nhìn thấy không? Đây là một con transistor. Tôi đặt chân quay đỏ vào đây, tôi đặt vào hai cực kìa, các bạn nhìn thấy không? Đây, cái thang đo diode đấy nhá. Đây, quay đỏ đây. Nhìn thấy không? 1,6V này, đây thấy không? Đấy, một cái 1V này, hay là sai. Những cái transistor ấy mà nó tốt ấy thì nó chỉ áp, mà khi mà đo hai mối nối diode trên cái thân con transistor này, nó chỉ vào 0,6 đến 0,7V thôi. Đấy. Thế về linh kiện cũ của các bạn, đây lỗi hoàn toàn mà các bạn thay vào những cái bếp chẳng hạn, thì
thì có phải là chết hoàn toàn không? Đây. Đấy, 8050 nhá, đây là một ví dụ rất nhỏ về 8050. Thứ hai là những cái transistor nó có hệ số khuếch đại gọi là HFE, có nghĩa là hệ số khuếch đại dòng. Thì khi mà dùng một thời gian ấy nó yếu đi. Đấy. Thì cũng không chạy được. Đấy nhá. Có rất nhiều trường hợp là đơn giản nhất là cái mạch mà thử điện, cái bút thông mạch mà các bạn chạm chạm vào đỏ đỏ ấy. Cái bút đó nó chỉ sử dụng hai con C1815 transistor mà Darlington ấy. Hai con đó nối với nhau, nếu mà ở các phép đo thông thường. Thông thường đó là đo cái mối nối BE hoặc là đo hai điện trở bằng nhau ấy. Thì nó đều lên kim cả, nhưng mà các bạn lắp vào nó vẫn không sáng mặc dù chỉ hai con transistor. Nguyên nhân của nó rất đơn giản, đó là cái hệ số khuếch đại dòng HFE của nó đã bị giảm xuống. Cho nên nó không thể sáng được nữa. Đấy là một cái vấn đề. Hai là linh kiện ấy, ở trong những cái mạch ấy, thì mình phải quan sát vào cái giá tiền của nó. Ví dụ những cái mà mạch mà đắt tiền ấy, cho sản phẩm đắt tiền ấy, thì linh kiện nó sẽ tốt hơn một chút. Còn ở đồng nát, những mạch rẻ tiền này ấy, thì chúng ta chỉ lấy được một số thứ thôi, chứ không phải là trên các cái clip nó dạy các bạn lấy cái nọ cái kia ấy. Thì mình khẳng định là nó chỉ dạy để quay quảng cáo thôi. Đấy. Thế bây giờ nhìn vào một cái mạch ấy, thì làm sao mà mình biết được cái linh kiện nào mà nó bị xuống chỉ số đây? Có một nguyên tắc rất đơn giản, đó là những cái linh kiện nào mà gắn với nguồn 220V ấy, những cái linh kiện nào áp cao, dòng cao thì nó sẽ bị xuống chỉ số nhanh. Đây đơn giản này, bất kỳ một người nào mà làm sửa nguồn xung ấy, thì bao giờ cũng thấy một cái tụ điện ở song song 220V ở với cái mạch lọc này, gọi là cái mạch MI filter tôi đã nói rồi ấy. Bây giờ tôi tháo ra cho các bạn xem nhé. Đây, những cái mạch, cái tụ này nó cắm trực tiếp với 220V nên là không cần phải đo cũng biết là giảm, nó giảm chỉ số nhé. Đây, tôi tháo ra cho các bạn xem này. Nhưng không phải là lúc nào cũng ham hố là cái linh kiện. Cái linh kiện lấy ở đồ đồng nát đâu, nó chỉ tốt một số thứ thôi. Đấy. Đây nha. Các bạn thông cảm tí. Này, vướng cái dây ở đây. Đây, đây là cái tụ 104 nhá, 0.1 này. Tôi đo thang đo tụ này, này, nhìn thấy không? Các bạn thấy không? Được 6.7 không? 6.7 nano tức là bằng bao nhiêu? Trong khi tụ thực của nó phải đo được khoảng 10 hoặc hơn 10. Đấy, thì cái này chỉ chả vứt đi chứ làm gì. Đây là một cái tụ hóa đây, tụ lọc nguồn ở máy tính này. Thế nhiều các bạn mới mà đo bằng các đồng hồ thông thường ấy thì thấy nó phóng nạp kim và nó tốt. Ở đây đo bằng đồng hồ số này, đo thang đo tụ nhé, 320 330 UF này. Đo được bao nhiêu đây, 330 đo được bao nhiêu, từ từ nhá. Đấy, đo được có 221 UF. 330 mà đo được 221 thì đã quá giảm chỉ số so với mức sản xuất của nhà quy định rồi này. Nhà sản xuất nó quy định giảm như này quá nhiều, vậy chả vứt. Ngay cả những cái tụ điện ấy mà đo được giá trị chuẩn chính xác mà chưa chắc là nó chạy ấy, vì trong cái tụ điện này có một cái giá trị ở nội điện trở ER. Cái này các bạn vào Google các bạn gõ cái giá trị nội điện trở của tụ điện các bạn sẽ biết. Đây là về tụ nhá, về transistor đây. Đây là cái bo mạch này. Thứ hai là mình phải xem cái bo mạch mà mình lấy linh kiện ấy, cái tần suất hoạt động của nó nhiều không. Ví dụ những cái bo mạch tivi ấy, thứ ngày xưa ấy, nó chạy 24/24 và nhiều người sử dụng ấy, cho nên là những cái mạch nguồn của nó ấy, cứ chung quy chỉ lấy được vài cái diode thôi. Còn những cái điện trở này này, cái điện trở này nó là điện trở mang than. Điện trở mang than có nghĩa là nó dùng sợi dây quấn bằng carbon ấy, cho nên là về càng để lâu ấy, nó càng hút ẩm ở trong không khí ấy. Thành ra là giá trị của nó sẽ bị thay đổi. Và hơn nữa nó có một đặc điểm, nó khi mà nó nóng lên ấy, thì nó thay đổi giá trị điện trở. Và khi mà trời ẩm đi nó thay đổi giá trị điện trở rất là chập chờn. Thế những cái bệnh như thế này là không phải là tận dụng linh kiện cũ để mà sửa nhá. Đấy. Hai, những cái tụ hóa này nó bị dò, nó bị xuống chỉ số. Những cái tụ gốm ấy, vậy thôi. Đây. Thế là mình kinh nghiệm của mình mà lấy những linh kiện
trong cái thiết bị cũ ra thì mình phải biết cái chất lượng linh kiện nó còn bao nhiêu và nó được lấy từ cái mạch như thế nào. Đấy, sơ sơ là mình đã hướng dẫn cho các bạn như vậy. Tất cả những cái linh kiện, ngay cả linh kiện mới mua ở chợ ấy, tôi đã mua phải mấy con IC mới tinh còn hỏng, nhưng mà tôi biết được nó hỏng ở chỗ nào, tức là để biết được cái là lỗi ở chỗ nào đấy, tức là ý nói là cái xác suất của nó là vậy. Thì các bạn trên mạng ấy, khi mà thay linh kiện tốt nhất nên mình nên đo lại, kiểm tra lại, lấy ở đâu cũng vậy thì mình nên kiểm tra đo lại, thì nó sẽ giảm được cái rủi ro. Nhiều khi chính cái lỗi của mình thay linh kiện mới vào lại gây khó khăn cho bản thân trong việc quá trình sửa chữa. Đấy nhá. Hôm nay mình lại dừng clip ở đây. Chúc các bạn thành công.